xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Mina. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới mình thì hãy xem clip giới thiệu sau đây nha. Hôm nay thì Mina sẽ dắt các bạn đến với một chủ đề mà Mina đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, đó là những món đồ công nghệ mà Mina đã mua được bằng chính sức lao động của mình mà mình đã phải chuẩn bị trong suốt 4 năm qua. Đó là cái gì đây? Mình đã cất nó trong một chiếc ba lô như thế này. Thì bây giờ hãy cùng xem nha. Đầu tiên thì cái món này mình đã mua từ năm ngoái rồi, đó là một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max mà mình đã xài được 1 năm rồi mọi người. Đây thì nó là một cái màu silver hả ta? Màu này là màu đen xám, đen bạc hả? Nói chung là hơi kệ đi, nói chung là mọi người chắc biết đây là màu gì. Đây là màu rất là phổ biến. Đây là chiếc điện thoại mà mình đã bỏ ra số tiền lớn nhất trong cuộc đời mình để mua một chiếc điện thoại đó mọi người. Đâu lúc đó mình mua chắc cũng phải gần chắc phải 30 mấy triệu. Đây là chiếc điện thoại mà mình nghĩ là chắc mình không còn bỏ số tiền lớn như vậy nữa đâu. Và thứ hai đó là Apple Watch. Mình mua cái Apple Watch này cũng là lúc mà iPhone 11 Pro Max mới ra và Apple Watch Series 5 cũng mới vừa ra luôn. Mình đã xài được một thời gian rồi mà hôm nay nó bị hết pin đó, nên nó không còn sáng được. Nó bị chạy rất là nhiều luôn. Tại vì sao? Tại vì con mèo của mình á, mỗi lần mà mình sạc đó thì nó sẽ quấy, nó sẽ chơi giỡn với cái Apple Watch này. Và bây giờ nó đã như thế này rồi, mình chắc phải sắp bán lại rồi mọi người. Có ai có nhu cầu mua thì liên hệ với Facebook Phạm Thư nha. Đây, cái này thì cái vỏ rất là đẹp, phiên bản kết hợp với Nike, rất là đặc biệt luôn. Không mở cho mọi người xem được, ở trong này nó cũng có dấu của Nike nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là nặng quá. Nó cũng nặng với đúng với giá tiền của nó đó mọi người. Đây, MacBook Pro 2020. Đây là MacBook mới nhất của Apple năm nay và mình đã tậu về từ mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ nó mới về Việt Nam tại vì do dịch á, cho nên bạn mình không có gửi về Việt Nam cho mình kịp để mình quay sớm. Bây giờ mình mới có dịp mình quay cho mọi người xem. Thì đây là chiếc MacBook mà mình nghĩ là chiếc đầu tiên và cũng là chiếc cuối cùng mà mình có thể mua được, tại vì nó rất là mắc tiền mọi người ơi. Mình đã phải bỏ ra hết 4 năm. Trong suốt 4 năm học đại học mình không có MacBook mà xài, mình phải xài ké bạn của mình á. Còn bây giờ thì mình đã có sở hữu chiếc MacBook của mình rồi. Thôi, bây giờ bóc ra nha. Bóc ra. Ủa? Chết rồi, quê mùa quá, lần đầu mới bóc MacBook định khui cái này chứ. Nó có cái dấu để mình bóc. Bây giờ là giây phút mà mình hồi hộp nhất trong suốt mấy tháng qua. Xong được ta? À được rồi, được. Apple rất là biết cách khiến cho chúng ta bỏ tiền ra mọi người. Mình đã phải giống như là sắp sạc nghiệp vì Apple luôn rồi. Đây là cái bọc ni lông, còn đây là cái hộp. Bây giờ mình sẽ mở ra. Thả tay xuống chút. Sao khó mở vậy ta? Nặng quá. Ôi trời ơi. Đây. Cảm giác như là một người bạn mà mình đã lâu lắm mới được gặp vậy. Đây là chiếc MacBook mà mình mua, đó là màu silver. À còn một câu chuyện nữa, đó là mình đã định mua một chiếc MacBook 16 inch. Nhưng mà tại vì cái chiếc MacBook 16 inch đó, nó về Việt Nam thì nó phải chịu thuế rất là cao, cho nên mình đã đổi thành chiếc MacBook 13 inch. À quên cho các bạn coi cái thông số nha. Mình đã mua chiếc MacBook này với dung lượng cao nhất. Có nghĩa là có những cái loại dung lượng thấp hơn, nhưng mà mình đã mua dung lượng là 1TB 16GB sạc 1TB với mọi người. Đó là dung lượng cao nhất của MacBook Pro 2020. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái này ra nha. Cái này mình sẽ tính sau. Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra. Trời ơi, sao mà mình bóc nó không chuyên nghiệp như những YouTuber khác nè. Ôi trời ơi, trời ơi.
Các bạn có thấy trái táo cắn dở không? 13 inch thì nó hơi nhỏ, nhưng mà thôi kệ, mình cũng nhỏ bé nên mình xài cái này chắc cũng vừa mà. Đây, mở ra. Ủa, mở ra là nó tự mở ra đúng không mọi người? Mình không cần mở khởi động hả? Wow, xịn dữ. Nó đang lát nè. Wow. Few moments later. Mình đã vừa mất nửa tiếng để set up, để nói chung là làm mọi thứ để cho nó được cái như bây giờ mọi người. Mình đúng là quê mùa, mình phải gọi người trợ giúp luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên được sở hữu MacBook mọi người. Tội nghiệp con bé. Bây giờ mình sẽ thử một vài cái vui vui cho mọi người xem nhé. Hey Siri. I'm here. How are you? Everything is copacetic. Do you love me? Well, I enjoy spending quality time with you. Taste. Sorry, I'm not sure what you want me to change. Taste. No problem. Xịn chưa, nó còn hơn cả những gì mình mong đợi về một cái MacBook đó mọi người. Nói chung thì mình thấy mọi thứ đều rất là ok. Tại vì mình có xem, trước khi mua mình có xem rất là nhiều review. Thì mọi người bảo là MacBook Pro 2020 thì nó không có nhiều cải tiến và nó không có đáng để mong đợi. Nhưng mà vì đây là chiếc MacBook đầu tiên mình sở hữu, cho nên là mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời á. Nó rất là đáng tiền. Số tiền mà mình đã bỏ ra cho chiếc MacBook này đó là 1.799 đô, tầm 42 triệu. Nhưng mà nó chưa có hết. Tại vì mình còn phải mua thêm những cái như thế này. Vì mình mua rẻ hơn ở Việt Nam, cho nên mình đã quyết định order thêm hai thứ mà nó rất là cần thiết cho quá trình dùng MacBook của mình. Đó là Machismo, là một con chuột của Apple luôn. Mọi người có thấy trái táo không? Trái táo bị cắn dở. Đây, thì bây giờ mình sẽ bóc luôn cái con chuột này ra nha. Nó cũng là một phụ kiện mình thấy rất là quan trọng á. Tại vì mình không có quen sử dụng cái bàn cảm ứng ở trên này, cho nên mình phải mua con chuột này. Mà nó cũng không quá đắt tiền đâu. Dù là của Apple chính hãng nhưng mà nó tầm 1 triệu mấy, 2 triệu gì đó. 1 triệu mấy. Đây, cũng sẽ có một cái màn bọc rất là đặc trưng của Apple. Bóc ra thấy nó xinh xinh. Nó cũng kiểu như thế này, giống như mình khui một cái điện thoại Apple hay là cái MacBook vậy á. Xin được mở lên. Rồi bên trong đó là một con chuột có trái táo, nó nhìn rất là đẹp. Mình mua màu trắng để cho nó tiện với cái MacBook mà mình đang sử dụng. Mọi người thấy nó đi kèm theo một bộ rất là đẹp luôn. Đây là con chuột. Xịn chưa. Đây là Machismo 2. Ây, cất lại. Còn đây là cái gì? Đây là cổng kết nối USB và kiểu như là đọc thẻ. Khi mà mỗi lần mà mình muốn edit video hay là edit hình ảnh thì cái dụng cụ này rất là cần thiết cho mình. Bởi vì thật ra thì cái MacBook này nó rất là ít cái cổng mọi người. Nó chỉ có hai cái này. Đấy, nó chỉ có vậy thôi nên mình phải mua thêm cái này để có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và cái này nó cũng rẻ thôi, nó chỉ có 800 mấy, 900 gì á, chưa tới 1 triệu tầm đó. Còn ở trong MacBook thì nó sẽ có những cái như thế này, đó là cáp sạc và một cuốn hướng dẫn sử dụng. Trong này có một cái sticker, mình biết là nó sẽ có một cái sticker che táo. Mình rất là thích cái này. Đấy, trái táo và một cái củ sạc cũng của Apple luôn, nó sẽ có trái táo như thế này. Này, rồi cái này thì khi nào mình sạc thì mình sẽ bóc ra. Bây giờ mình sẽ cất lại như vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến phần test thử cho mọi người xem những cái mà quan trọng của MacBook. Lúc nãy thì mình đã setup dấu vân tay rồi, mình thấy là MacBook này rất là tiện, như một cái điện thoại vậy á. Có cả vân tay, có cả cảm biến, có cả Siri.
Nói chung là rất là ok á mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử một vài bản nhạc thử xem. Mình nghe đồn là loa của MacBook Pro 2020 rất là ok. Vì đây là máy mới cho nên mình chưa có tải gì hết. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem là loa và màn ảnh của nó sẽ như thế nào nha. Nha. Nhưng mà hình ảnh thì thật sự rất là sắc nét luôn. Trời ơi, chị Lisa đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Nói chung là coi mình mua cái này về học tiếng Anh là 9, nhưng mà xem thần tượng là 10. Để xem phim, xem clip nhạc này kia, nói chung là mình thấy rất là ok. Còn mình thấy á, một chiếc MacBook mà mình mua về mình xài cái gì á thì mình chỉ cần nhiêu đó thôi, còn lại thì mình không quan tâm lắm, tại mình cũng hơi bị ngu công nghệ á. Nói chung mình mua MacBook về thì chỉ để xem phim, học tiếng Anh, lên mạng. Mà một chiếc MacBook Pro 2020 nó đã làm cho mình rất là bất ngờ, tại vì giống như là nó sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của mình vậy đó mọi người. Và mình rất vui khi mà đã sở hữu nó. Nói chung thì mình cũng không thể nào mà nói về chuyên môn nhiều, vì MacBook hay là iPhone hay là Apple Watch mình mua về cũng chỉ là phục vụ cho mình thôi. Thì mình chỉ có thể nói là mình muốn sử dụng như cái gì, những cái gì, những cái gì, những cái gì thôi. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ tạm gác tập vlog ngày hôm nay. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube của Mina, cũng như là theo dõi xem là tiếp theo thì Mina sẽ làm những gì, những gì. Bật mí cho mọi người thì Mina sẽ làm rất là nhiều chủ đề. Và lần sau thì mình sẽ làm về sneaker. Bye.